Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em Tùng ngày hôm nay. Đầu tiên Tùng chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất là thành cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Thì hôm nay em lên cho anh em 400 chim bổ để chia sẻ cho anh em. Nói chung là giá chim của ngày hôm nay rất là hợp lý anh em nhé. Chỉ có duy nhất một bé đầu tiên trên màn hình này, bé số 12 là cao tiền. Còn những em chim còn lại thì giá cực kỳ hợp lý anh em nhé. Nói chung là anh em nào cũng thể mua được. Và có một bé em thanh lý cho anh em, một bé màu lân bộ to khủng cực kỳ vip, do em nó bị lỗi một tí móng giữa anh em ạ, ngón giữa, không phải lỗi móng anh em, ngón giữa hơi vắt sang ngón bên cạnh, còn ngoài ra không tật tội gì, bóng bộ rất đẹp, hot tốt, anh em thể về gột mồi được anh em nhé. Anh em cố gắng theo dõi hết clip của em để xem được chim vinh anh em thấy ưng ý và phù hợp với đồng tiền của anh em nhé. Đấy, đầu tiên trên màn hình bé số 12, một bé màu lân tê hầu bò cao cầu trường chim lông mỏng. Hay do sập lồng bẫy, đâm ra lông lá nó không được đẹp đâu anh em nhá. Chim bẫy đấu có thế mà. Đấy. Rất cao cầu trường chim, cánh sẹ gà tre, đi cầu cực kỳ đều và điềm đạm anh em nhá. Quá đẹp, với móng bộ cực kỳ cân đối anh em nhá. Con này to dài, lông mỏng. Đấy, gáy ngựa, lân tê mặt quỷ, cực kỳ vip luôn anh em nhá. Nói chung là chim mới về mà nó ra bộ, ra thái độ như này là quá là ok rồi. Nó lên bộ mà cho tắm táp nữa, nó lên bộ còn vít nữa anh em nhé. Đấy, chim trượt tắm táp gì đâu, nên ra là nó cũng chưa được mượt mà. Nói chung là anh em nhà anh em có thể thẩm được cái bóng bộ của con chim rồi. Chim bổ này thường thì anh em cũng phải mất thời gian gột qua một vụ thì anh em mới có thể gọi là chơi sâu được, chơi bền được. Còn chim bổ chủ yếu là cho anh em gột, chúng ta là em chỉ quay sơ qua cái bóng bộ với cái tố chất của con chim hiện tại thôi anh em nhé. Đấy, anh em có thể thẩm này, lưng tôm, cánh sẹ, bóng bộ rất chia đẹp nha, lưng tây mặt quỷ màu dày cộp luôn anh em ạ, hầu bò, chân to, người dài, lông mỏng. Để em zoom sát cho anh em thật này, gáy bằng khượt luôn anh em ạ. Để nó lên bộ đẹp lắm anh em nha. Đây trước tắm này, tắm nữa là nó lên bộ nó còn phê nữa anh em ạ. Đấy, nên gáy ngựa quả đầu của gáy nó phồng lên vip chưa anh em. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn anh em ạ. Chim siêu già rừng rồi anh em nhé. Dòng chim này mà anh em gột chơi lên thì đỉnh cao luôn, thuần hóa được em nó này thôi. Từ mẫu chim bóng bộ đã đẹp rồi, hình thức đẹp. Đấy, quá chất luôn. Em chim này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 2,2 triệu anh em nhé. Một bé màu lân tê mặt quỷ. Thế duy nhất hôm nay là có bé này là cao tiền anh em ạ. Mỗi tội là lông lá nó không được đẹp thôi. Anh em về phải chăm lại anh em nhé. Tiếp theo là đến bé số 13, một bé màu đinh, gáy ngựa, bóng bộ to khủng anh em nhé, to đẹp, mặt dữ. Đấy, nghe tiếng chim là ghè mầm mầm mầm, giật đuôi mầm anh em nhé. Hầu bò có gáy ngựa. Em chim này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1,2 triệu anh em nhé. 1,2 triệu, giá quá ok luôn. Một bé màu đinh bộ to khủng anh em nhé. Bộ to khủng luôn đấy, chứ không phải là bộ trung hay bộ khá đâu anh em nhé. Đấy, anh em có thể thẩm em nó phao câu lợ, chim già rừng, cực kỳ đẹp, chưa được tắm táp gì. Và anh em tắm táp nữa, anh em gột chơi thì những con này thì quá mỹ mãn rồi. Đây hôm nay là em chia sẻ cho anh em cái giá là cực kỳ hợp lý, cực kỳ yêu thương để anh em nào cũng có thể sở hữu được về anh em một chơi. Nói chung là không hay em không lấy tiền anh em nhé. Tiếp theo là đến bé số 14, một bé màu đinh, màu dày như ngón chân luôn anh em ạ. Bộ cũng to khủng anh em nhé. Bộ to khủng. Đấy, anh em có thể thẩm qua vì chim vừa về mà em quay sơ qua cho anh em thôi. Đấy, ra giọng cực kỳ tốt anh em nhé. Chim bảo hành cho anh em chuẩn bẫy đấu, không một tật lỗ nhỏ gì. Màu siêu dày luôn, nó lại lên có gáy ngựa luôn anh em nhé. Những con màu đinh này anh em gột chơi thì thôi rồi luôn đấy. Và em chim này thì em chia sẻ cho anh em cái giá là 1,2 triệu. Em cũng lấy anh em 1,2 triệu anh em nhé. Nói chung là chia sẻ thì riêng hôm nay chia sẻ cho anh em là anh em nào cũng có thể chơi được. Giá thật hợp lý nhất để cho anh em. Gần như là không có lời đâu anh em nhé. Hôm nay em bán cho anh em mấy con chim này gần như là không có lời đâu. Nhiều khi anh em nói không nói anh em nhiều anh em không tin.
Nhưng mà một con chim bổi bấy đấu mà bộ to khủng không có giá rẻ đâu. Vậy là em chia sẻ cho anh em, ngày hôm nay chỉ riêng ngày hôm nay em chia sẻ cho anh em cái giá là tốt nhất để anh em sở hữu anh em chơi. Nhiều anh em cứ gặp chim em bán những con chim cao tiền thì anh em bảo là không đủ kinh tế, nhiều khi em cũng không phải là so bì hay cái gì cả. Và anh em thông cảm vì em bắt giá cao ấy thì em cũng phải chia sẻ lại cho anh em cái giá cao. Đây và em cuối cùng ngày hôm nay này, em 15 đây, em này bị lỗi một con chân giữa anh em nhé. Ngón chân giữa nó bị tật, nó hơi vắt sang sang móng bên ngón bên cạnh một tí. Ngoài ra không tật lỗi gì khác, màu lân, bộ to, màu dày như ngón chân ấy, cực kỳ dày luôn. Hót cực kỳ tốt, con chim này anh em có thể về gột mồi, gột nghe hót hoặc là vẫn gột cà phê dàn giáo bình thường anh em nhé. Thực ra là anh em cũng chả để ý, nhiều khi cũng không, em không nói cái chân anh em cũng chả để ý đâu. Anh em phải dí sát mắt vào mới nhìn thấy cơ. Mặt cực kỳ dữ luôn, bộ to dài, có gáy ngựa, màu lân gốc màu dày anh em, nó lên bộ màu lân vít đấy, nhìn ở ngoài nó còn đẹp hơn trong clip rất là nhiều. Đây em chim này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 800.000 anh em nhé, 800.000. Bình thường mà con này không tật chân thì em nói thật với anh em là nhiều khi đây là chim vừa về một vài ngày nó chơi ầm ầm nữa, thực ra là 1.8-2 triệu anh em cũng không mua được đâu. Nhìn nói đây nhiều anh em không hiểu, cứ bảo là chim rắt vàng mới rắt lọ rắt kia. Nói chung là bây giờ chim bây giờ càng ngày càng khan hiếm, cũng chả có nhiều như trước nữa. Trước khi có 20-30 nghìn, có khi 50 nghìn một con chim, nhưng đâm ra là không thể so bì được thời xưa. Bây giờ những con chim bộ to đẹp bẫy đấu thì không bao giờ có giá rẻ rồi. Chỉ có các loại chim lưới, chim gọi là chim người ta nuôi AV hết mùa lọ sang mùa kia ấy, lông nó bờ ấy, bộ nó nhỏ tí, nó chả có chất giọng gì cả, thì những con chim đấy nó rẻ tiền. Gọi chỉ nuôi gọi là có con chim thôi, chứ để mà hot thì không mấy khi có giọng hot hay đâu. Đấy anh em nào mà không chê cái ngón chân của em chim này thì nhưng mà alo trực tiếp số thoại của em nhé. Thôi clip hôm nay em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chào thân thầy anh em, chào tất cả mọi người. Anh em đón xem clip của em thì cố gắng bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký anh em nhé. Đây bé số 15 này 800.000. Anh em nào yêu em nó thì nhớ mày alo cho em nhé.